phải nói là Polo võ công quá cao cường. Và đây là Polo Tilo. Polo Tilo uy một những tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu, và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa bông bụng phải nói là đúng pháp một bụng bật. Tú có người yêu. Thằng Tú nó đánh căng lắm, thằng Tú nó đánh con đấy đau đầu. Đồ má đéo đỡ được không? Thời đấy con đấy như lỗi về mẹ. Để gặp Tú idol TikTok thì thầy kê kênh. Thằng Tú đánh kinh vãi đái à. Tú đánh còn Polo căng vãi đái luôn. Tú có người yêu. Và đây là Polo Tilo. Tao Polo đang múa quá nhức nách. Phải nói là Polo võ công quá cao cường. Polo Tilo uy một những tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu, và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa bông bụng phải nói là đúng top một bú bẩn. Hello mọi người, mình là Tú có người yêu. Tú kìa anh ơi, Tú đâu? Tú vào. Triệu hồi Tú có người yêu đâu, Tú đâu vào ngay. Anh em dẹp đường cho Tú vào. Bách có người yêu và Tú có người yêu. Solo với cả TikToker, có gì còn lên clip. Thằng này nó chọc nhanh quá, tay nó nhanh quá các bạn ạ. Má cẳng thế nhở. Chọc vậy không chết. Game đúng rồi. Mẹ thằng này nó chọc nhanh thế nhở. Thế luôn á. Thế không hiểu một cái thế lực nào mà nó chọc như cái máy bơm vậy các bạn ạ. Nó không biết. Và đây là Polo Tilo. Một tình huống mà có lẽ Polo đã làm quá nhiều điều. Những tình huống bông 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 bông. Bỏ chạy với Polo. Polo đang múa quá nhức nách. Phải nói là Polo võ công quá cao.